sáng ngày 8 tháng 11 năm 2022 tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Lê Bật Tứ. Ủy ban nhân dân thị trấn Nưa phối hợp với Hội đồng họ tộc Lê Bật tổ chức lễ kỷ niệm 460 năm sinh và tưởng niệm 395 năm ngày mất của danh nhân Hoàng Giáp Lê Bật Tứ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Luyện, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc Trung tâm chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện. Lãnh đạo cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các ngành toàn thể thị trấn Nưa và đông đủ con cháu hội đồng họ tộc Lê Bật. Hoàng Giáp Lê Bật tứ sinh năm 1562 tại thôn Đoài xóm Bính, cổ Định Tân Ninh, nay là thị trấn Nưa tên hiệu của ông là Vương Toàn. Thụy là Hòa Nghĩa. Năm lên 8 tuổi, cụ Lê Bật Tứ đã rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đến tuổi trưởng thành, cụ Lê Bật Tứ tham gia cả hai lần thi hương năm 1584 ở Sơn Tây và năm 1592 ở Lỗ Hiền, Thanh Hóa, đều đậu nhất nhì cả hai kỳ thi này đến năm Mậu Tuất 1598, vua Lê Thế Tông mở khoa thi hội ở Cẩm Văn Đình, thành phố Nam Định ngày nay. Cụ Lê Bật Tứ tham gia kỳ thi và đậu thứ hai trong số năm tiến sĩ vào thi đình. Sau gần 30 năm lưu lạc, cụ đậu Hoàng Giáp và về làng Vinh Quy Bái Tổ năm 1600, cụ được thăng hộ khoa cấp sư trung năm 1603, cụ tứ được cử đi làm giám khảo. Trường thi ở thiên trường, sau đó lại đi cao bằng dẹp loạn. Năm 1604, cụ được phong đô ngự sử. Năm 1606, làm tránh sứ sang nhà Minh. Sau hai năm đi sứ về, do hoàn thành tốt trọng trách nhiệm vụ, cụ được phong tả thị lang bộ hộ. Tước cấm phong tử năm 1610 do tình hình cụ thể của đất nước. Lúc đó, cụ Sơn Khải điều trần lên chúa trình, đại ý nói, xin định ngôi thái tử để cố kết lòng dân. Xin xử lý với các cường phiên chuyên quyền một chấn để thống nhất chế độ. Năm Mậu Tuất 1618, cụ Lê Bật Tứ cùng với cụ Ngô Chí Hòa, Sân Khải điều trần sáu việc xin sửa đức chính để cầu mạnh trời giúp, xin đèn nén kẻ quyền hào để nuôi sức dân, xin cấm phù dịch phiền hà để đời sống của dân được đầy đủ, xin bớt xa xỉ để của dân được thừa thải, xin dẹp trộm cướp để dân được ở yên, xin sửa sang quân chính để bảo vệ tính mạng cho dân. Từ năm 1620, Hoàng Giáp Lê Bật Tứ được mời vào phủ chúa làm tham tụng giúp chiết vương trịnh tùng điều khiển đất nước sau lại giúp trịnh tráng củng cố xây dựng vương triều năm một nghìn sáu trăm hai mươi ba cụ được phong thiếu bảo năm một nghìn sáu trăm hai mươi bảy sau khi tuần thú ở phía nam về khi qua quê hương tạm đóng quân lại nghỉ ngơi nhân đó để giúp làng tránh lũ lụt hàng năm do nước ứ động ở sông lãng chảy không kịp cụ đã triển khai cho đào sông nhân tạo nối sông Lãng, chạy sang sông Hón gọi là Mau Đan Lồ. Chạy xuôi theo sông Nổ Hèn rồi chạy vào sông Hoàng Giang ra biển, vân vân. Ngoài ra, cụ xây cho làng một khu văn hóa ở cồn chợ có lớp học để con em có chỗ học hành. Kết thúc hàng nghìn năm không có trường sở ở làng xã trẻ lớn lên học tại quê mà không phải đi học tại nơi khác nữa. Ngày 15 tháng 10 âm lịch năm 1627, cụ đột ngột qua đời khi đăng tại nhiệm. Vua Lê Thần Tông vô cùng thương tiếc, triều đình nghỉ triều phục ba ngày, cử triều thần nhạc quan thay mặt nhà vua đến đọc điếu văn trong lễ truy điệu ra chỉ dụ xây dựng đền thờ và dựng bia đá ghi công đặt ở đền thờ. Thờ cúng chu đáo và tặng phong cho cụ Thái Bảo diễn quận công. Ban tên Thụy là Hòa Nghĩa. Năm 1998, đền thờ Lê Bật Tứ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Tại buổi lễ, các đại biểu và con cháu hội đồng họ tộc Lê Bật đã nghe văn tế 395 năm ngày mất của danh nhân Hoàng Giáp Lê Bật Tứ. Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã cùng con cháu hội đồng họ tộc Lê Bật sân hương tại đền thờ danh nhân Hoàng Giáp Lê Bật Tứ.